Ok, mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái chế độ chụp trên con Canon 600D này nhé. Anh em nhìn cái vòng xoay trên này, nó sẽ có những cái chế độ như mờ này, chế độ thủ công hoàn toàn này, dành cho những anh em chuyên nghiệp rồi, hiểu về cái ISO khẩu tốc rồi, dùng chế độ mờ này, HV, TV, T, chế độ bán chuyên, ưu tiên khẩu, ưu tiên tốc, auto, cái này thì dành cho anh em nào mới, mình sẽ bật auto lên, auto có đèn, auto không có đèn, bật lên để rơi máy lên chụp rồi, CA, cái số cái mod chân dung, landscape, phong cảnh, thể thao, cuối cùng là cái mod quay video, menu của Canon rất là dễ sử dụng. Trên này thì có nút chỉnh ISO này, bật tắt màn hình này, vòng xoay khẩu, chụp, đèn flash cóc, nút gạt mở len, trên len thì có những cái nút chống rung này, auto focus, manual focus này, lấy tay lấy nó tự động. Trên này có một cái nút dành cho những anh em bị cận này. Bình thường những người bình thường thì mình sẽ để ở cái nút này, nút mà nó có cái dấu này. Anh em cận thì anh có thể ngắm vào live view rồi đó, chỉnh cái này vừa cái tầm nhìn của anh em nhé. Về nút này khi mình giữ nút này thì mình xoay nó sẽ điều chỉnh được cái khẩu độ, quick menu này, điều hướng xem lại ảnh xóa. Bên dưới này thì có cái thao tác pin, không có cái khe cắm thẻ nhớ. Okay. Đó là bên ngoài của cái những cái máy chung dòng 3 số DSLR nhé.